Lisa, Mona Lisa. Men have names. Vâng, một lần nữa chương trình Nhiếp ảnh và đời sống đã được trở lại với quý vị khán thính giả của đài Saigon Net 51.3 cũng như là đài Radio Saigon 900 AM. Trong phần 1 của chương trình, quý vị đã được thấy một số những hình ảnh, đặc biệt là hình ảnh trắng đen của nhiếp ảnh gia Võ Văn Thành. Đó là một số những ảnh mà quý vị đã từng thấy ở Việt Nam. Nhưng mà đặc biệt có một tấm ảnh của anh Võ Văn Thành mà rất tiếc là chúng tôi không có cái bản digital ở đây để mà cho quý vị thấy. Nhưng mà đây là một tấm ảnh mà tôi đã thấy anh Võ Văn Thành đã có tấm ảnh này từ rất là lâu. Và hình như là tấm ảnh này đã đạt được rất là nhiều giải thưởng. Đây là tấm ảnh trắng đen chụp cảnh một cái thuyền và một số những người chèo thuyền, có vẻ giống như là một cuộc đua. Anh có thể giải thích rõ hơn về tấm ảnh này và trong trường hợp nào anh đã ghi lại tấm ảnh này, và lý do nào, mục đích nào, chủ đề gì? Dạ, cảm ơn anh Sơn. Thì ra cái tấm ảnh này đó tôi chụp vào cái mùa Phật đản năm 1970. Thì tôi đứng ở trên một cái điểm cao, tôi chụp trong một cái cuộc đua ghe ở tại cái bờ sông Phan Thiết. Thì tôi sử dụng cái máy Rolei lúc đó của chúng tôi, thì tôi ghi nhận được cái ảnh này. Và tất cả nếu mà chúng ta coi kỹ lại ở trên cái ảnh đó thì chúng ta sẽ thấy nó có bao nhiêu người chèo, là bao nhiêu cái gương mặt khác nhau, khác nhau, mà nó diễn tả một cách khác nhau. Và cái sóng biển mà nổi lên như vậy đó là nó diễn tả được cái sự nỗ lực của 11 người, hình như tôi đếm không lầm là 11 người, 11 người ở trên đó. Thì cái lúc đó đó ảnh nó cũng làm cho đẹp hơn là nhờ cái sóng nước. Và lúc đó đó trời nó cũng không có được trong sáng mấy, cho nên nó xuống cái tông đậm hơn, mà đậm hơn thì nó gây ra hải hùng hơn. Nếu mà cái ảnh này nếu anh nói là người ta vượt biên cũng được thôi, chứ không có cái khác gì hết, là bởi vậy. Cho nên sau khi mà cái ảnh này tôi đưa ra trình làng đó thì ai cũng khen, một số lớn đều khen, và tôi ở Liên Hợp Quốc thì tôi được huy chương ngay. Tấm ảnh này như anh nói là anh đặt tên là tấm ảnh nỗ lực. Tôi thấy hình như là cái người chụp gần như là đứng ngay ở trên đầu của những người này. Đứng ở trên cao chứ không trên đầu. Không, khi tôi muốn nói là ở trên cao để chụp xuống. Nếu tôi không lầm thì đây là ngoài biển chứ không phải là trong sông, phải không ạ? Dạ thưa, nó gần biển thôi. Nó gần biển. Dạ. Thì có lẽ anh đứng trên một cái cầu. Anh đứng trên một cái cầu hay là anh đứng đang ở trên trực thăng? Dạ thưa, nói trên trực thăng thì nó hơi quá đáng, nhưng mà tôi đứng ở trên một cái ghe thật lớn, là cái trên cái cột buồm nữa, tôi leo lên trên cái cột buồm nữa, rồi nó có cái chỗ níu. Tôi đoán lúc đó anh còn trẻ. Dạ thưa, lúc đó tôi thì các bạn cũng biết là từ năm 68 tới bây giờ. Vâng, thì đây là một tấm ảnh không phải là dễ gì mà mình có thể lấy ra được. Quý vị có thể nhìn thêm một chút xíu nữa. Vào thời buổi ngày hôm nay, chụp được những tấm ảnh này cũng có thể dễ dàng. Hồi xưa thì anh Võ Văn Thành đã từng phải leo lên trên cột buồm để mà chụp những cái này, nhưng mà bây giờ tôi biết rằng người ta có những cái kỹ thuật mới, họ có thể gắn những cái máy quay hoặc là những cái máy chụp ảnh ở trên cao và họ đứng đằng xa và họ cầm cái remote control để họ bấm được như vậy. Nhưng mà vào thời buổi năm 1968, tức là cách nay đã khoảng 50 năm. Dạ, đúng rồi. Gần 50 năm mà anh làm được cái tấm ảnh này thì phải nói rất là hay. Cảm ơn anh rất là nhiều đã cho quý vị khán thính giả của đài được xem một số những hình ảnh nghệ thuật của anh, nhất là ảnh nghệ thuật đen trắng. Ở Mỹ cũng có một số người rất là thích mê và muốn đi theo cái ảnh đen trắng như vậy. Và đặc biệt có một số nhiếp ảnh gia trẻ, tôi nói trẻ đây là những người khoảng 30 cho tới 40, khá trẻ, họ bắt đầu đi trở lại cái bộ môn đen trắng. Mà đặc biệt là một điển hình nhất, tôi thấy một nhiếp ảnh gia đã từng sinh hoạt tại Mỹ và đến Mỹ học. Anh là một người Nam Dương, là một người bên Indonesia, nhưng mà đến học về nhiếp ảnh tại một trường đại học ở bên California. Và sở trường của anh là về ảnh đen trắng. Và xin được giới thiệu với quý vị khán giả một bộ ảnh của nhiếp ảnh gia này. Đây là một người rất là trẻ, một người Nam Dương, nhưng mà đã sinh hoạt tại Mỹ, đã tới học tại Mỹ tại trường nhiếp ảnh ở bên California.
Xin mời quý vị theo dõi một số những hình ảnh của anh. Và một cách nào đó, không hẳn là so sánh, nhưng mà để nhìn thấy cái sự khác biệt hay là cái điểm tương đồng của ảnh đen trắng do những người Việt Nam như là anh Võ Văn Thành chụp tại Việt Nam và những người trẻ cũng là người Á Đông nhưng mà sống tại Mỹ và chụp tại Mỹ. Xin mời quý vị theo dõi. Thì trong lúc mà quý vị đang theo dõi những số hình ảnh này thì cũng xin hỏi anh Võ Văn Thành luôn. Khi mà anh nhìn vô một số những hình ảnh của những bệnh gia này, người Nam Dương, người trẻ như vậy, anh có cảm tưởng gì? Thưa, thấy được một người chơi ảnh mà cùng một cái sở thích như mình thì cái đó là một cái điều hết sức là thú vị. Thì xuyên qua những cái ảnh mà anh bạn Nam Dương của chúng ta đang chơi đây, các bạn thấy vừa rồi những cái ảnh mà tôi đưa ra nó cách đây 50 năm và một người sau chúng ta 40 năm thì biết bao nhiêu là cái khác biệt về sự suy nghĩ, về cái nhìn, về máy móc, về tất cả những cái phương tiện. Cái gì nó cũng tối tân hơn, cái gì nó cũng dễ nhìn thấy hơn, cái gì cũng dễ bắt mắt hơn. Và con người mà được ở một cái xứ văn minh á thì thường thường nó cho chúng ta nhiều cái hiểu biết rộng rãi hơn. Do đó từ cái trường phái Sài Gòn của những đầu thập niên 70 cho tới bây giờ sau 50 năm đó, đó thì thưa các bạn, nó có nhiều cái sự suy nghĩ. Các bạn nhìn những cái ảnh của những cái năm của thập niên 70 đó, các bạn thấy họ rất là nhiều chú ý vào nội dung, chú ý vào sự diễn tả của tâm tình qua cái đường nét, qua cái ánh sáng. Thì thưa các bạn, ngày nay anh bạn Nam Dương của chúng ta anh có những cái nhìn mới mẻ hơn. Do đó thiệt tình là mình dùng đẹp lắm. Dạ. Yeah. Ngày xưa đó mà muốn dùng như các bạn mà thấy một cái ảnh mà nó chụp cái dòng thác mà nó như tơ đó thì các bạn phải chụp cái phim cái ISO hồi xưa là kêu là ra đó. Hồi đó là chỉ có tới 25 ra là tối đa. Là tối đa rồi. Dạ. Yeah. Đóng ống kính nhỏ nhất lúc đó là 22 thôi. Thì nó cũng không có ra được những sự tơ nõn đó. Nói chung là những cái kỹ thuật mới, nhất là kỹ thuật về digital. Yeah. Rồi các loại ống kính mới. Yeah. Sau 50 năm. Yeah. Hay là nói mình nói là có thể nói sau gần 100 năm. Tất cả những loại ống kính này của những cái hãng như là Nikon hoặc là Canon, bây giờ nó đã tân kỳ lắm rồi. Yeah. Thành ra nó có thể ghi lại được một số những cái mà hồi xưa người ta cũng đã cố gắng để ghi lại. Yeah. Nhưng mà vì cái hạn chế của kỹ thuật lúc đó. Yeah. Nhưng mà cái điều tôi muốn hỏi anh Võ Văn Thành ở đây nè, có thể nói là máy móc nó khác, nó tân kỳ hơn và nó có nhiều kỹ thuật mới hơn. Yeah. À, nhưng mà cái sáng tác, cái con tâm, tim, tâm hồn của cái người sáng tác vẫn thế. Dạ. Tức là như hồi nãy mình nói tới như anh dùng cái chữ là tiền hình dung. Yeah. Muốn chụp được một tấm ảnh như vậy, khi mà quý vị nhìn vào một dòng thác hay là một dòng suối nó đang chảy như vậy, với con mắt thường trong hoàn cảnh bình thường không thể nào mà mình nhìn thấy nó như tơ được. Yeah. Nhưng mà tại sao mà những cái người có thể chụp ảnh được, biết được là nếu mà tôi sử dụng với cái tốc độ chậm cỡ nào, tôi dùng có loại filter loại nào, tôi dùng có loại tốc độ của phim cỡ nào, thì tôi sẽ ghi lại lại được nước nhưng mà giống như là tơ trời, thì hình như là nó vẫn giống như nhau, tức là mình vẫn phải tiền hình dung. Dạ, cũng phải tiền hình dung. Như thưa anh bây giờ đó, cái máy digital nó cho chúng ta đó nhiều sự dễ dãi lắm. Anh chụp bracketing nó cũng ra được, phải không? Anh nhìn thấy ngay cái ảnh của anh như vậy nó chưa lên đúng cái điều anh mong muốn thì anh để chậm hơn nữa, hay là anh để nhanh hơn một chút, nó rất là dễ dàng, chỉ trong một phút mà cái cảnh vật đó nó chưa có thay đổi gì hết. Cái kỹ thuật mới nó tạo cho người ta rất là nhiều những cái dễ dàng, như anh mới nói, cái bracketing có nghĩa là quý vị chụp một tấm ảnh xong mình có thể nhìn ngay trên màn ảnh của tấm của cái phim của cái máy, thấy nếu mà nó chưa vừa ý mình có thể chụp lại. Ngày xưa khi mà chúng tôi chụp những tấm ảnh như vậy thì phải về đến nhà mang vào phòng tối tráng phim xong rửa ra mới thấy là mình chụp có đạt hay không. Nếu không thì lại phải sửa soạn một chuyến đi khác. Rất là nhiều khi, nhưng mà bây giờ thì với hệ thống mới kỹ thuật số máy digital, mình có thể chụp vào mình nhìn ngay. Và nếu mà mình thấy nó sai thì mình có thể sửa lại, mình có thể chỉnh lại. Rồi với những cái loại ống kính mới bây giờ, như anh nói hồi xưa ống kính của anh chỉ có thể mở được tối đa là 22, đóng được cái mức nhỏ nhất là 22. Bây giờ nó có thể được
32, có nhiều cái nó lên được tới 42 cũng có. Đúng rồi. Rồi ống kính mở rộng hồi xưa nếu mà mình mua được những ống kính mở rộng cỡ chừng 28 hay là 35. Dạ, hồi đó chưa 28 nên hồi đó có 35 là mừng lắm rồi đó. Thì là mình mừng lắm rồi. Bây giờ mình có thể mua được những ống kính fish eyes, những cái mà mở ra có 8 hoặc là 12. Đó, thì không có lý do gì để mà quý vị, nhất là các vị các khán giả trẻ đó bỏ qua cái lĩnh vực nhiếp ảnh đen trắng. Anh có thể có, anh có một lời khuyên gì với những người mới bắt đầu chơi ảnh? Dạ thưa, lời khuyên thì không dám, nhưng mà tôi góp ý với các bạn thôi. Thì thưa các bạn, đừng có thấy chúng ta có quá nhiều phương tiện rồi thì chúng ta không chịu nghĩ đến cái gì mà chúng ta sắp sửa chụp. Thiệt ra đó, nếu mà chúng ta suy nghĩ được cái đề tài, chúng ta tiền hình dung được cái ảnh mà chúng ta ra, thì chúng ta sử dụng những cái phương tiện ngày hôm nay nó sẽ đạt cho chúng ta nhiều kết quả lắm. Bởi vì theo như các bạn biết, mỗi một năm đó, ở Nhật Bản đó, nước Nhật thôi đó, đã sản xuất trên 50 triệu cái máy ảnh rồi. Chúng ta có hơn 50 triệu nhiếp ảnh gia rồi. Thì bởi vì cái này nói cũng hơi xin lỗi các bạn, bởi vì ai cầm cái máy chụp hình mà thấy nói là tôi chơi ảnh nghệ thuật thì cũng thành nhiếp ảnh gia hết, thì nó cũng tội nghiệp lắm. Cho nên thưa các bạn, tôi thì tới giờ này tôi cũng không dám nhận tôi cái nhiếp ảnh gia nữa. Ai kêu tôi là người chơi ảnh thì tôi mừng lắm rồi đó. Thì thưa các bạn, do cái chỗ hời hợt đó đó, các bạn đã làm, tôi nói các bạn này là các bạn mà anh em của chúng ta trong cái bộ môn nhiếp ảnh, tôi người già cũng như người trẻ, trước thì mình còn gặp nhau, mình còn ông anh hay là thầy bà vậy đó, nhưng mà sau những ngày quen biết với nhau thì chúng ta là anh em hết. Cho nên thì tôi, các bạn, mình phải tự khó khăn với mình một chút thì mình sẽ tiến mau hơn trong nhiếp ảnh. Với một số những nhiếp ảnh gia mới đấy, những người thích chụp ảnh mới đấy, thì họ thấy là phim màu có lẽ là nó rực rỡ hơn. Nhưng mà tôi thấy thì nhiếp ảnh gia ở quyền những tấm ảnh trắng đen nó vẫn có những cái đẹp của nó. Mà cái điểm đặc biệt là nếu quý vị theo dõi cái Hollywood thì cũng biết năm nay cuốn phim mà đạt giải Academy Award là đúng một cuốn phim trắng đen, và là một cuốn phim phim câm nữa. Có nghĩa là đúng trắng đen không bao giờ là không bao giờ cạn nguồn hấp dẫn. Nó gần như là bất tử. Nghệ thuật nó bất tử, thì cái loại phim trắng đen, loại hình ảnh trắng đen cũng vậy. Như vậy, để trở lại với những sinh hoạt của anh Võ Văn Thành tại Mỹ. Được biết bây giờ anh đang là hội trưởng của phân hội Trung Nam của hội nhiếp ảnh, hội ảnh nghệ thuật. Anh có thể nói thêm về sinh hoạt của hội? Dạ thưa anh, mỗi năm đó thì từ ngày thành lập tới bây giờ đó, thì mỗi năm chúng tôi đều có tổ chức những cuộc triển lãm vào cái mùa xuân, từ tháng 4 tới tháng 6 thì thế nào chúng tôi cũng làm một cuộc triển lãm. Chúng tôi mỗi năm chúng tôi cũng mở một cái lớp hướng dẫn về nhiếp ảnh, và cũng mỗi năm một lần, và rồi thì chúng tôi tổ chức sinh hoạt cho anh em để và trao đổi ở những cái buổi họp hàng tháng để chúng tôi trao đổi những sự hiểu biết về nhiếp ảnh của thế giới cũng như của anh em ở trong hội. Trong tháng sáng tác được cái gì thì đem ra coi, rồi cùng nhau phê bình ảnh, để rồi cùng nhau học hỏi. Thì cái sinh hoạt hiện thời nó là như vậy. Không phải tất cả những người trong hội ảnh nghệ thuật của anh Võ Văn Thành đều là chụp ảnh trắng đen? Dạ không, gần như là chụp ảnh trắng đen giờ còn có một mình tôi với một bạn nữa thôi. Quý vị thấy ảnh trắng đen không phải là khó chụp bây giờ. Hồi xưa thì khó thật, nhiều khi thật, nhưng mà bây giờ muốn chụp ảnh trắng đen tương đối rất là dễ. Quý vị có thể chụp ảnh màu, rồi sau đó mình về mình dùng Photoshop để mình sửa lại trắng đen. Hoặc là ngay khi mà mình chụp đó, mình có thể setup cái máy mình để cho nó trở thành trắng đen. Hoặc là sử dụng một số những cái filter đặc biệt mà anh có nói lúc trước. Không cần phải vô trong Photoshop, mình mới dùng những cái soft filter. Mà mình dùng ngay những cái filter bằng ống kính, mình gắn ngay trên ống kính của mình. Thì thưa anh Sơn, là phải nói một phần đó mà nó cản một số người không có chơi ảnh đen trắng đó, là hiện thời bây giờ theo chỗ tôi được biết đó, ngay cái giờ phút này tôi đang nói chuyện với anh đó, thì khi mà phóng một cái ảnh đen trắng đó ra trên giấy đó, nó không đẹp bằng lúc trước. Lúc trước chúng ta có nhiều cái loại giấy và phóng ra rất là hay. Giờ này Epson nó làm giấy đó, nó vẫn chưa đạt được tới cái mức đó. Nhưng mà tôi nghĩ chắc một thời gian chừng
một hai năm gì nữa dạ, thôi. Không lâu nữa đâu. Mình biết là bây giờ các loại phim nó cũng đã kể như là lỗi thời rồi, họ không sử dụng phim nữa. Nhưng mà cái giấy đó, cái giấy để in hình đó, thì có lẽ là các loại giấy thời xưa để mà in trắng đen nó vẫn hay hơn bây giờ, tại vì mỗi loại giấy nó có cái cá tính riêng của nó, phải không anh? Dạ đúng vậy. Có những cái loại giấy nó rất là đặc biệt. Khi mà mình rửa hình và mình rửa tấm ảnh đó từ trong nước mà mình lôi ra, nó có cái màu đặc rất là hay lắm. Anh lúc đó mà lúc trước mà anh dùng trắng đen mà anh dùng trên cái giấy fiber đó của người Đức họ làm đó, của Info nó làm đẹp lắm. Thực ra là bây giờ những cái hãng đó, Info nó cũng đã làm giấy để mà mình in bằng máy in bây giờ rồi. Tôi nghĩ rằng giấy thì nó đã đạt được tiêu chuẩn rồi đó, nhưng mà các máy in á, in ảnh trắng đen vẫn chưa thể nào mà so sánh với ảnh mình in bằng thuốc ngày xưa được. Nhưng mà đó không phải là điều để cho quý vị cảm thấy là chán nản. Hãy bắt đầu tiếp tục. Tại vì nếu mà bây giờ mình không in ra được, mình vẫn có thể dùng computer hoặc là mình dùng mấy cái digital display để mà mình gửi hình cho bạn bè hoặc là mình show. Hồi xưa tôi biết rằng mỗi khi mà mình mang một tấm ảnh ra để mà trưng bày trong phòng triển lãm á, rất là nhiều khê. Phải in, phải đóng khung, phải làm frame, rồi phải treo thì phải có đèn, rồi làm sao đó cho tấm ảnh nó nổi lên. Nhưng mà bây giờ với kỹ thuật mới, chúng ta có thể dùng những cái projector hoặc là ngay trong internet, mình có thể mang lên trên YouTube, mình có thể để ngay trên Facebook để mà giới thiệu những tấm ảnh của mình với những người khác, nhất là những người mà hâm mộ bộ môn như vậy. Thì không có lý do gì để mà mình không làm chuyện đó, phải không? Dạ, đúng vậy. Trở lại, anh mới nói là Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam sắp sửa có một cuộc triển lãm. Anh có thể nói thêm về cuộc triển lãm đó, khi nào bắt đầu và ở đâu? Dạ, cảm ơn anh sư. Thưa, chúng tôi sẽ triển lãm vào ngày vào tháng 4, ngày 14 ở cái Palace Gallery, tức là ở cái góc chỗ Wilcrest với Business. Và chúng tôi sẽ khai mạc phòng triển lãm vào lúc 11 giờ ngày thứ tư, ngày thứ bảy 14 tây. Tức là còn một tuần nữa. Dạ không, hơn nhanh 14 tây. Ngày mùng 7 cho tới hôm nay. Vâng. Anh có thể nói thêm là cuộc triển lãm này có bao nhiêu tác giả? Dạ thưa, bây giờ thì chúng tôi đếm là 25 bạn ở trong hội, thì có 19 bạn tham gia. Thì thưa anh là được tới giờ này thì được 100 tấm rồi. Trong cái postcard mà để giới thiệu cái exhibition của Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam, tôi thấy có rất là nhiều tấm ảnh rất là đặc biệt. Tôi thấy có trắng đen, có trắng đen. Tôi cũng thấy có ảnh màu, tôi thấy có ảnh chụp người và cũng có ảnh chụp cảnh. Nếu như bây giờ tất cả những người mà đến tham dự cuộc triển lãm đó muốn học hỏi thêm hoặc là muốn tham dự sinh hoạt chung với Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam, dạ thưa, hội có mở? Dạ tôi không có thấy gì khó khăn, mà trái lại chúng tôi rất là vinh hạnh được trao đổi với các bạn. Thì thưa đó, thì sau cái cuộc triển lãm thì là tháng 6 là chúng tôi mở lớp với bạn rồi. Một câu hỏi nữa đặt riêng cho anh. Với những người trẻ muốn đạt được cái khả năng để mà mình pre-visualize, anh đặt là tiền hình dung đó, làm sao? Làm sao mình có thể tiền hình dung, mình nhìn thấy trước được tấm ảnh của mình sẽ chụp? Khi các bạn đã nắm vững cái phần kỹ thuật, tức là sử dụng cái máy như thế nào, các bạn đó hãy coi ảnh cho thật nhiều, hãy đọc sách nói về nhiếp ảnh nhiều hơn nữa. Và khi các bạn đứng trước cái ảnh đó mà các bạn thấy nó đẹp đó, các bạn chỉ dùng cái máy đó để ghi nhận cái mà bạn thấy đẹp đó là đã hay rồi. Còn các bạn suy nghĩ để tưởng tượng, để mà thai nghén một tác phẩm của mình, khi mình thực hiện đó, mình ráng cố gắng thực hiện cho được, thì cái điều đó đó, khi mình thực hiện đó xong, chưa chắc gì đã là hoàn tất, mà mình coi lại cái ảnh mình sẽ thấy nó thiếu thốn cái gì thì mình sẽ bổ túc. Thì cái lúc tôi nghĩ như vậy là cũng giống như là các bộ môn nghệ thuật khác. Chưa bao giờ mình thấy một nhạc sĩ có thể sáng tác một bản nhạc mà nếu không nghe nhạc. Nếu như bây giờ nhốt một người nhạc sĩ vô một nhà tù không có máy, không có âm thanh, người đó chưa bao giờ nghe được một bản nhạc nào cả, có lẽ cũng không có thể nào viết được một bản nhạc. Hay là một văn sĩ hay là một thi sĩ, nếu không được đọc thơ, không được đọc văn thì chắc là cũng không có tâm hồn để mà viết. Mặc dù nó vẫn nằm trong hồn mình, nhưng mà mình không viết ra được.
Thì cũng vậy, nhiếp ảnh nếu mà quý vị muốn có thể chụp được những tấm ảnh đẹp thì không gì bằng là xem ảnh thật là nhiều. Với kỹ thuật hiện đại internet, lúc nào chúng ta cũng có thể xem ảnh được, ngày nào trên Microsoft Net hoặc là trên Google, bất cứ nơi nào cũng có những cái có website mới. Họ để là những tấm ảnh đẹp trong ngày, tấm ảnh đẹp của tuần này, hay là tấm ảnh đẹp của tháng này. Và rồi tất cả khắp nơi đều có những cuộc thi, mình cũng có thể đến nơi để mà mình xem tấm ảnh đó. Đó là cái cách dễ nhất để mà mình chụp. Tôi nhớ ngày xưa ở Việt Nam, muốn được xem ảnh không phải là dễ đâu. Mua được một cuốn ảnh của ngoại quốc tốn tiền lắm. Đến nhà sách khai trí để mà mua được một số những tấm ảnh đó, một cuốn, một cuốn ảnh để về nhà để mình nghiền ngẫm. Thì đa số là một người mua về rồi cho các anh chị em, bạn bè xem chung. Nhưng mà bây giờ thì cái hoàn cảnh nó tương đối dễ dãi hơn, quý vị. Hơn nữa bây giờ máy móc nó cũng rẻ và máy digital tương đối nó cũng dễ. Thành ra mình chụp một tấm không được, mình chụp tấm thứ hai, không được tấm thứ hai thì chụp tấm thứ ba. Không tốn gì cả, không tốn phim, không tốn tiền rửa. Mình chỉ việc chụp xong rồi mình về mình bỏ lên trong internet hay là bỏ trong computer để mình coi. Cũng như anh Sơn nói đó, chúng tôi năm nào cũng cố gắng. Trong một cuộc triển lãm đều có một cuộn quyển catalog để in lại những cái ảnh mà mình đưa triển lãm đó cho những cái bạn đến xem. Điều đó một phần lớn là chúng tôi để kỷ niệm mỗi năm, nhưng mà thiệt ra đó để phổ biến những cái ảnh nghệ thuật đến mọi người đã chơi ảnh rồi và những người sắp sửa chơi ảnh. Nhưng mà thưa các bạn, hãy suy nghĩ cho kỹ cái lời mà tôi khuyên rồi hãy chơi ảnh. Bởi vì ngày xưa Việt Nam có một cái câu nói để các bạn cười là muốn hại thằng nào đó thì hãy cho nó cái máy ảnh. Bởi vì khi nó cầm cái máy ảnh rồi đó thì nó sẽ mê máy ảnh hơn là vợ con ở nhà. Có lẽ là điều đó cũng là một cái điều mà mình phải cần nghĩ tới. Nhưng mà thực sự là tôi nghĩ thế này, cái đam mê nào nó cũng có những cái điểm hay và nó cũng có những cái điểm mà mình cần phải để ý tới. Mê mà mê quá thì nó thành ra là giống như là mê cờ, mê bạc, hay là mê rượu, hay là mê những cái chuyện khác nữa. Nhưng mà nếu mà cái đam mê đó nó làm cho cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn, nó thăng tiến hơn, thì nó là những cái đam mê rất là đẹp. Thú vị như là về nhà chẳng hạn. Tôi chưa thấy một người nào mê nhạc đến mức mà bỏ vợ bỏ con. Nhưng mà at least khi mà người ta mê nhạc á, thì họ làm cho đời sống họ tương đối cũng thăng hoa hơn. Họ đối xử với những người xung quanh cũng một cách nghệ thuật hơn, nhẹ nhàng hơn. Hy vọng rằng nhiếp ảnh cũng sẽ có những cái nguồn cảm hứng cho quý vị, nhất là các bạn trẻ. Nói đến xem ảnh thì tôi biết là hiện giờ đang có một cuộc triển lãm có tính cách quốc tế ngay tại Houston này. PhotoFest là một tổ chức quốc tế về nhiếp ảnh, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, nhất là tại Houston nữa. Mà cũng Houston tổ chức. Và cứ 2 năm một lần thì họ có một cuộc triển lãm cho tất cả các nhiếp ảnh gia trên thế giới. Chủ đề của năm nay là Russia. Các nhiếp ảnh gia của người Russia, tức là người Nga. Đây là không phải của khối Liên Xô nhưng mà của người Nga. Có rất là nhiều những cái gallery, nhiều những phòng triển lãm ngay trong thành phố Houston, đặc biệt là ở dưới vùng downtown. Có rất là nhiều, quý vị có thể đến để mà xem một số những ảnh này, để mình nhìn xem cái sự khác biệt của những người nghệ sĩ khác màu da với mình, khác cái văn hóa với mình, họ ghi lại cái gì, cái có lẽ là khác, rất là khác với người Việt Nam. Như là chúng ta cũng thấy đó, nhiếp ảnh gia Võ Văn Thành là một người Á Đông, là một người Việt Nam, chụp ảnh ở Việt Nam, nó cũng đã hơi khác với cái nhiếp ảnh gia người Nam Dương, tuy cũng là người Á Đông nhưng mà học ảnh ở Mỹ. Thì khi mà quý vị đến xem một số những hình ảnh của các nhiếp ảnh gia người Nga này thì mình học hỏi thêm được nhiều. Có lẽ là mình sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ chụp ảnh giống như họ, nhưng mà nếu mà bây giờ mình đi học nhạc mà mình chỉ học có một loại, thì muốn giống cũng không giống được anh sư. Muốn giống cũng không giống được. Dạ giống được, bởi vì tâm hồn mình giống như vậy. Người Nga không bao giờ nấu phở được hết trời. Thì cũng như là một người mà học nhạc mà nếu mà chỉ học có một bộ môn vòng còi chẳng hạn, thì chắc là không bao giờ biết tới âm nhạc. Hoặc là khi mà mình đi học nhạc mà mình chỉ biết có một điệu, thì có lẽ là mình không bao giờ mình sáng tác được những điều khác nữa. Trước khi chấm dứt chương trình Nhiếp ảnh và đời sống hôm nay, xin mời anh Võ Văn Thành gửi một lời đến quý vị khán giả và một lần nữa nhắc lại cái cuộc triển lãm cũng như là cái sinh hoạt của hội ảnh nghệ thuật Việt Nam. Dạ thưa, để chấm dứt cái buổi nói chuyện hôm nay, tôi thiệt tình là rất là cảm kích, cảm ơn anh Sơn cũng như đài truyền hình 51.3 đã dành cho tôi được cái buổi nói chuyện này. Tôi rất mong muốn các bạn dù có chơi ảnh hay không cũng hãy đến xem cuộc triển lãm của chúng tôi để thấy cái cố gắng của anh em ở trong cái phần hội chúng tôi ở đây đã dành tất cả những cái tâm huyết của mình cho cái việc làm
mà của chúng tôi gần như là bất vụ lợi, mà chỉ mong muốn làm sao cái nghệ thuật nhiếp ảnh nó được phổ biến rộng rãi trong cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và cuộc triển lãm của Hội Nghệ thuật Việt Nam sẽ khai mạc vào lúc 3 giờ chiều. Dạ, ngày khai mạc vào lúc 11 giờ sáng. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 14 tháng 4. Dạ, tháng 4. Vào cũng vào một buổi chiều thứ bảy. Dạ. À, thì như anh nói đó là làm ở ngay chỗ đường World Crest và đường Bishnet. Dạ, Bishnet. Tên của phòng triển lãm đó là The Palace Gallery, nhưng mà Palace nó sát Gallery. Gần bên ở chỗ cái ngã Dung Real Estate đó. Dạ, vâng, nếu mà quý vị biết, nó nằm ngay cái ngã tư đường World Crest và đường Bishnet. Ở đó có một cái phòng triển lãm mà hình như là Hội Nghệ thuật Việt Nam đã từng triển lãm ở đó rồi. Đó. Một trong bao nhiêu năm nay. Dạ, thưa, cũng có câu nói nữa là để nhắn các bạn. Các bạn nên tới sớm để mà xem triển lãm. Nhưng mà cái món quà mà kỷ niệm cho các bạn đó là cái quyển tổng mục, tức là cái catalog mà chúng tôi mỗi năm đều cố gắng để in ra để tặng cho các bạn. Tặng không? Dạ, tặng không. Biểu không? Nó lạ lắm. Tôi nhớ Việt Nam hồi xưa là mua cũng đắt lắm. Dạ, mua chứ không có cái nào tặng. Còn cái ở đây là tụi tôi tặng không, mà không phải tặng năm nay thôi, mà 10 năm nay rồi, năm nào cũng một lần để tặng cho các bạn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh Võ Văn Thành rất là nhiều đã đến với chương trình Nhiếp ảnh và đời sống. Như đã thưa với quý vị, Nhiếp ảnh và đời sống là một chương trình nhằm giới thiệu các sinh hoạt nhiếp ảnh của người Việt tại hải ngoại và đặc biệt là tại Houston, nhằm giới thiệu một số những kỹ thuật mới của bộ môn nhiếp ảnh đến với những người hâm mộ bộ môn nhiếp ảnh. Thì hiện thời Hội Nghệ thuật Việt Nam sắp sửa có một triển lãm, thì xin mời quý vị đến tham dự cuộc triển lãm đó để mà biết thêm lối nhìn của những người Việt Nam tại hải ngoại, không những là những người lớn tuổi như là anh Võ Văn Thành đã từng sinh hoạt Việt Nam, mà có một số những bạn trẻ, cũng có một số những bạn trẻ cũng đã chụp ảnh này. Đây không phải là một cái điều khó khăn cho những người trẻ ở hải ngoại nữa, tại vì máy móc cũng tương đối rất là dễ và các kỹ thuật mới tạo cho mình rất là nhiều cơ hội để mà mình có thể giới thiệu tấm ảnh của mình đến những người quen. Bây giờ mình không nghĩ tới chuyện mình sẽ triển lãm, nhưng mà ít nhất mình cũng có thể chụp được một số những ảnh và mình có thể khoe với bạn bè, khoe với gia đình rồi. Và hy vọng một ngày nào đó quý vị cũng có thể mang một số những hình ảnh của mình để triển lãm và cho mọi người được xem cái tác phẩm của mình. Một lần nữa chương trình Nhà về đời sống với Nguyễn Ngọc Sơn xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả của đài 51.3 cũng như là trên làn sóng 900 AM của đài radio. Ngọc Sơn và chương trình Nhà về đời sống xin kính chúc quý vị khán giả một cuối tuần thật là đẹp bên gia đình và bên người thân, và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người vào chương trình kỳ tới. Mona Lisa, Mona Lisa, men have never